3 tiếng trước khi Bảo Ngọc công khai ly hôn, Hoài Lâm đang status đầy ẩn ý bằng lời nhắn gửi tới các con. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Dân Trí. Thông tin vợ chồng Hoài Lâm ly hôn đang gây xôn xao khắp mạng xã hội. Thông tin vợ chồng Hoài Lâm chính thức đường ai nấy đi sau khi về chung nhà và có hai con gái đang trở thành tâm điểm gây xôn xao khắp mạng xã hội. Trước khi Bảo Ngọc bất ngờ đăng chia sẻ với những dòng cuối cùng viết cho chuyện tình của mình và gửi tới Hoài Lâm, giọng ca như những phút ban đầu cũng từng có những chia sẻ đầy ẩn ý về chuyện ly hôn. Cụ thể, trên trang cá nhân 3 tiếng trước, Hoài Lâm đã có lời nhắn gửi đầy xúc động tới các con của mình. Con ơi, sau này ba vẫn luôn là ba của con, mong con luôn an lành, vô sự, ba yêu con. Dưới phần bình luận, nhiều người cũng đã hoài nghi về chuyện trục trặc của vợ chồng Hoài Lâm. Cho đến mới đây, Bảo Ngọc mới chính thức thông báo quyết định ly hôn với Hoài Lâm sau hơn 2 năm về chung nhà. Sau khi Bảo Ngọc đăng thông báo ly hôn, Hoài Lâm cũng đã có động thái mới. Theo đó, anh trực tiếp để lại bình luận dưới bài đăng của Bảo Ngọc và viết lời xin lỗi cô sau 9 năm gắn bó. Xin lỗi em nhiều và cảm ơn em. Tuy nhiên, sau ít phút Hoài Lâm đã sửa đi sửa lại nhiều lần chia sẻ của mình, anh quyết định để lại dấu ba chấm như lời cuối gửi tới vợ cũ. Hãy để lại bình luận và đừng quên đăng ký rồi bấm chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất từ kênh YouTube Dân Trí các bạn nhé.